Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe đua BT Win Chiran 3. Đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng của đất nước Phần Lan. Vâng, chiếc xe đang sử dụng nguyên bộ group của Shimano Tiagra. Vâng, tất cả các đồ trên xe thì đều nguyên bản. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc xe Chiran 3 BT Win. Xe có nước sơn màu chủ đạo là màu trắng. Chữ T3 trên khung xe thì là chữ viết tắt của chữ Chiran 3 các bác nhé. Tất cả đồ nguyên zin theo xe. Thì đây chữ kể cả cái giá bình nước cũng là của BT Win. Phụ tùng của BT Win, nước hãng. Cọc yên của BT Win các bác nhé. Nhìn theo xe. Khung nhôm siêu nhẹ. Lướt qua nước sơn. Đây có chữ T3 đây. Đây một mẫu xe đua cũng rất ít khi về tại cửa em thôi, mai về được một chiếc. Bánh là 750 các bác nhé. À 650 các bác nhé. Nhỏ hơn một chút so với lốp đua thông thường. Ghi đông của Ford nguyên bản của BT Win. Tay nắm, tay cuốn khá là mới các bác nhé. Sử dụng một tay lắc của cao cấp của Shimano Tiagra. Còn bên này bên đĩa. Để giới thiệu thì chiếc xe này được trang bị bộ lốp 650. Vành 650 khá là nhỏ so với dòng xe đua thông thường. Xe này cũng phù hợp các bác nữ có thể đi vừa. Chỉ tầm 1m67 trở xuống các bác có thể đi vừa chiếc xe này. Mét 7 thì đi hơi thấp. Bộ phanh 3 mảnh của BT Win. Nguyên zin theo xe. Yên thì cũng giữ được bộ yên của BT Win. Nguyên cọc yên và yên đều của BT Win. Các cái yên thì còn rất là ok. Túi nữa thì cái cao cấp của Tiagra. Vạt đĩa cũng của Tiagra các bác nhé. Đây vết bẩn nó không phải xước, có thể lau đi. Đây của lốp ngoành sau, lốp Kenda. Các bác thấy màu đề của Shimano Tiagra đồng bộ theo xe. Bộ lip 10 tầng nguyên bản theo xe. Lip và xích còn rất là mới. Bây giờ sẽ đi vào đánh giá chuyển động và đo xay đứng. Vâng, và xe có chiều cao xay đứng là 48 các bác nhé, 47. Có bác từ 1m
6768 rồi xuống. Mình sẽ đi vào đánh giá hoạt động. Được. Đi lên lip. Hoạt động rất tốt các bạn nhé. Xuống lip. Xe đến từ thương hiệu Phần Lan. Cái bộ group của Tiagra. Xuống đĩa. Xe phải là cái đĩa này. Lên đĩa. Là đĩa của Tiagra. Đĩa 2 tầng. Nó rất tốt, bánh quay rất là bon lắm. Vâng, và bên dưới xe đây thì có mã vạch của hãng. Có chữ chi ban đây. Có thể thấy. Vâng, em vừa đánh giá xong chiếc xe BT Win Chivan 3, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Phần Lan. Chiếc xe được trang bị nguyên bộ group của Tiagra. Vâng, và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 9.8 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác mà chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về đại của em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.